Thưa quý vị, trước sự bùng nổ của công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực bán lẻ, thì một doanh nhân kinh doanh hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đã sớm biết tận dụng ưu thế của Internet trong thời đại kỷ nguyên số. Sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Bình Phước, anh Trần Hanh luôn mang trong mình niềm khao khát thay đổi cuộc đời, thoát nghèo. Bởi cái nghèo chính là thủ phạm đã chặn đứng con đường học vấn của anh từ rất sớm. Sau hai lần kinh doanh thất bại, anh Hanh đến với công việc kinh doanh hoa như một cách để giải quyết tình thế. Bởi hai cú ngã đau vẫn chưa nguôi ngoai, cộng thêm xin việc mãi mà không nơi nào nhận. Bập bè bán hoa từ những ngày đầu năm 2009, anh Hanh mãi loay hoay với những bài toán mà thương hiệu Hoa 18 đang gặp phải. Làm thế nào để hạn chế tối đa thời gian lưu kho? Làm thế nào để xử lý số lượng lớn đơn hàng một cách chính xác? Làm thế nào để phản hồi đến khách hàng ngay lập tức? Và rất nhiều vấn đề khác. Sau nhiều năm thực hiện tất cả những công việc trên bằng tay và vấp phải rất nhiều sai sót, anh xác định chỉ có máy móc mới có thể giải quyết được những vấn đề trên một cách chính xác và liên tục. Kể từ đó, Hoa 18 được áp dụng công nghệ và quản lý, vận hành một cách bài bản, nghiêm túc. Nếu nói đến thế mạnh của Hoa 18 thì chắc chắn đó là công nghệ. Sẽ chẳng có hệ thống nào cả nếu không có công nghệ. Hoa 18 có rất là nhiều cái hệ thống, nhưng mà hệ thống mà tôi muốn nói đến nhiều nhất đó là hệ thống chăm sóc khách hàng. Đây là một cái nơi để mà tiếp nhận tất cả những phản hồi của khách hàng. Tuy nhiên điều đặc biệt, khách hàng chỉ cần tương tác với chỉ bằng một cú click chuột thôi thì Hoa 18 sẽ nhận được tất cả những cái phản hồi này, và khi đó Hoa 18 sẽ liên hệ lại với khách hàng để xử lý những cái thông tin đó ngay lập tức. Đúng như vậy, website hoa18.com được vận hành xử lý từ nguyên liệu đầu vào, xử lý đơn hàng, phân tích dữ liệu giao hàng, nhận phản hồi từ khách, cũng như nhắc nhớ khách hàng nên mua hoa tặng người thân và bạn bè vào những dịp quan trọng. Ứng dụng công nghệ từ khâu nhận đơn hàng đến khâu giao hàng giúp shop hoa của anh rút ngắn thời gian lưu hoa trong kho. Vì vậy, anh tự tin đưa ra chính sách bảo hành cho đổi hoa trong 3 ngày, một việc mà trong lĩnh vực tươi sống xem là điên rồ. Tôi đã sử dụng dịch vụ của shop nhiều lần rồi, vì tôi chọn shop là tại vì hoa ở đây rất là tươi và mình có thể đổi trả trong vòng 3 ngày nên tôi rất là yên tâm khi sử dụng dịch vụ. Tôi chọn shop tại vì hoa tươi và cách chấm hoa rất là khéo léo, nhân viên thì thân thiện nên là tôi sẽ ủng hộ shop dài dài. Không dừng lại ở việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng bằng website bán hàng phủ rộng khắp cả nước. Với khát vọng của mình, anh Trần Hanh quyết tâm sẽ đưa hoa Việt Nam ra thế giới. Để làm được điều này, cần phải nói đến những người cùng kề vai sát cánh với Trần Hanh. Và người chúng tôi muốn nhắc đến chính là anh Lê Quang Đại, đồng sáng lập, phụ trách mảng công nghệ của Hoa18.com. Khi chúng tôi một cái đơn hàng đó, thì nó được phân phối đến bộ phận từ thu ngân, nó xử lý xong nó sẽ đến bộ phận thợ cắm. Cắm xong bắt đầu đơn hàng được chuyển tự động qua cho mình giao hàng. Giao hàng giao xong thì chuyển vào một chăm sóc khách hàng. Thì thông tin nó được đi một luồng để quản lý tập trung. Nó không có bị rơi rớt đâu hết. Cái mô hình này là cũng được rất nhiều trang thương mại điện tử lớn dùng rồi. Trần Hanh cho rằng, để biến tham vọng giấc mơ hoa thành hiện thực, việc bán đi một phần doanh nghiệp là lẽ tất yếu nhằm mang đến sự phát triển và trường tồn cho doanh nghiệp. Có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao anh chỉ mới tốt nghiệp 9 trên 12 nhưng lại khởi nghiệp với một doanh nghiệp thiên về công nghệ, thì làm sao anh có thể quản lý được doanh nghiệp của mình? Theo tôi điều này thì không quan trọng lắm. Quan trọng là chúng ta cần phải làm sao đó để đưa ra một mục tiêu thật rõ ràng, con đường thật rõ ràng. Nói tóm lại là mọi thứ nó phải thật sự rõ ràng. Thì khi đó mọi người sẽ xem xét lại việc là có đi cùng với tôi hay không và cống hiến cho doanh nghiệp như thế nào. Cứ cho là tôi không am hiểu gì về công nghệ, nhưng tôi biết chắc rằng tôi muốn gì và từ đó tôi có thể là quản trị được doanh nghiệp của mình. Chọn cái tên Hoa 18 vì anh Hanh muốn thương hiệu hoa của mình dễ nhớ và bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể đọc được. Với anh, con số 18 ví như một người con gái 18 tuổi đẹp như chính những bông hoa anh đang nâng niu. Khi được hỏi chắc Trần Hanh phải là người yêu hoa lắm nhỉ, anh trả lời thẳng thắn rằng không có tình yêu nào cả khi những ngày đầu mới vào nghề. Còn hiện tại, dù muốn hay không, những bông hoa kia cũng đã thấm sâu vào máu của mình lúc nào không biết.